Rồi, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đến với phiên live chấm bài của lớp 6A4, cái bài thi cuối kỳ 2. Cảm ơn các bạn đã xem, thả tim và tặng quà. Trong quá trình xem, video có hiện quảng cáo, các bạn vui lòng xem hết quảng cáo đừng bỏ qua nha. Vì một lượt quảng cáo các bạn sẽ góp được 200 đồng cho các bạn học sinh khó khăn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ mở đầu chấm bài nha. Rồi, hello các bạn. Thì đầu tiên á, thì mở đầu thầy nói luôn đó là ở đây có hai bạn là nộp tới 20 mấy bài thi lận, thành ra là một lớp á, có 40 bạn thôi, nhưng mà cái bài thi đó nó gần tới 80 mấy 90 bài. Đây là một sắp 80 mấy 90 bài của lớp 6A4 thôi. Thì trong đây có bài của bạn Như Quỳnh, thì giờ để cho công bằng mình sẽ chấm riêng cái bài của Như Quỳnh 20 mấy bài đó riêng luôn cho một phiên live. Và một bạn nữa là bạn Tú An cũng nộp 25 26 bài thi luận, thành ra là phải chấm riêng một phiên like cho hai bạn này. Ok ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ bóc cái bài của bạn Như Quỳnh ra trước. Thì đây là cái sắp bài thi của bạn Như Quỳnh, là bài thi cuối kỳ 2. Như Quỳnh nộp tổng cộng là bao nhiêu, bây giờ hãy đếm luôn nha cho nó công tâm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 bài. Riêng Như Quỳnh nộp 26 bài thì phải có siêu phiên like chấm riêng bài của Như Quỳnh. Rồi ok ha. Bây giờ thầy Dân sẽ bóc một trong 26 bài ra để chấm chung với lớp. Rồi ok, thầy Dân sẽ bóc cái tấm này. Rồi ok. Và cái sắp này đó thầy Dân sẽ để chấm riêng cho Như Quỳnh một phiên like ha. Đó là để hiện cái sự công bằng. Thì bây giờ trước khi đó các bạn hỏi là thầy ơi sao có bạn mà nộp 80 mấy bài vậy? Thầy ép bạn hả, là không có nha. Tiêu chuẩn là nộp đúng bài, nhưng mà không biết các bạn này có cá gì với nhau hay không. Cái Như Quỳnh nó nộp 20 mấy bài, thì bạn Tú An, cái Cà Nanh nộp theo. Thành ra thôi bây giờ anh gì, bạn nào vẽ có sự cố gắng thầy thưởng cho bộ màu này luôn. Nếu như bạn nào trong hai bạn mà vẽ tốt hơn, thầy sẽ thưởng cho bộ màu 48 cây marker này. Ok ha. Coi như là thầy sẽ gọi là ủng hộ tinh thần của các em. Rồi ok ha. Còn cái bài nào thua mình sẽ được cái bộ đó, nhưng bộ 36 màu thôi. Ok chốt. Nói chung cái gì chứ cái diện màu thì nó không có quan trọng đó chứ thầy. Rồi ok. Rồi bây giờ là Như Quỳnh, thầy bóc được chúng cái bài này. Ok, thầy sẽ để cho Như Quỳnh ở trong cái sắp này nha. Rồi bây giờ tới cái bài của Tú An. Tú An là nộp 20 mấy bài nữa đó. Để thầy coi coi là Tú An là chưa. Tú An Tấn Trọng 3 bài nữa nè. Chưa, từ từ nha. Tú An, để thầy điểm luôn. Rồi Tú An là đây. Sao cái này phát nét không vậy Tú An? Phát nét là không có tính nha. Phát nét là không có tính được một bài hoàn thiện nha Tú An. Phát nét là không có tính nha. Mình chỉ tính cái bài hoàn thiện thôi ha. Như thế này nè. Còn cái này là phát hình thôi. Thì cái này mình chấm riêng đi nữa mình biết sao. Bây giờ thầy điểm luôn ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bài tổng cộng. Tú An nào có 21 bài vậy ta? Vậy là Tú An nào có 21 bài rồi, thua Như Quỳnh rồi. Rồi ok ha. Thầy sẽ bóc riêng ra một cái bài, đó là cái bài này của Tú An. Rồi ok, tại vì nó lòi ra thôi bóc luôn để mình chấm riêng. Rồi bây giờ là hai bạn này là mấy chục bài lận mình chấm riêng hết trong thôi, là nó lọt dưới lớp. Ok nha. Rồi riêng Tấn Trọng là nộp tới 3-4 bài lận thì Tấn Trọng là riêng luôn. Rồi ok, chốt bill, chốt bill. Ủa mấy bạn, từ từ mấy bạn, từ từ nha, từ từ nha. Rồi ok ok ok. Ủa hình như hồi nãy thầy lấy cái sách này nó bị dính cái bài của Tấn Trọng phải không ta? Đây nè, nó bị dính nhiều bài quá. Đây nè, hèn chi, từ từ. Rồi giờ bắt đầu mình chấm bài nha. Rồi ok, Tấn Trọng nộp 3 bài mấy bạn. Tấn Trọng vẽ 3 bài thi. Rồi Tú An là 20 mấy bài. Rồi ok chốt. Rồi đêm nay thầy chấm bài hai bé luôn cho nó xong. Rồi giờ bắt đầu chấm bài. 100 điểm. Nhưng mà cái da hơi ngâm đen nha. Các bạn bình luận đi, thầy giải gì vậy thầy? Thầy giải môn thể dục em. 100, quá đẹp luôn, quá đẹp, quá xinh.
đạo quá. 100 điểm. Bài thứ hai cũng của Tấn Trọng luôn. Tấn Trọng giải nhân chắc canh xong. Do màu nó bị loang nên nhìn bài hơi dơ, mong thầy thông cảm. Của Tấn Trọng rất đẹp, quá là xinh luôn. Không, dĩa rất là xinh, rất là đẹp, ngon lành cành đào tươi, ta nói rất là đẹp luôn, 100 luôn. Hay hồng quá đẹp luôn, xuất sắc. Học trò của tôi đó, lớp 634 mấy bạn. Rồi ok, bài này 100 luôn. Một bài thi cuối kỳ 2 Tấn Trọng nợ 3 bài, mà 3 bài chất lượng như nhau. Nè thấy không, 3 bài cực kỳ chất lượng luôn. Không phải là vẽ nét vơ phớt cho có lệ nha, rất là chất lượng. Hay không mấy bạn? Một bài là đã hả, là nó muốn đuối rồi mà bạn nợ 3 bài luôn. Rồi ok, thôi bây giờ thầy nói thẳng luôn nè, đặt cách mà bạn còn vẽ thêm cái này chỉnh chu 3 bài mà đẹp nữa, thầy tặng cho bạn Tấn Trọng bộ màu này nhưng loại 12 cây. Ok nha. Rồi ok Tấn Trọng, em được hưởng một cái bộ màu marker 12 cây loại này luôn. Thầy rất là gọi là hãnh diện về em, và tất cả mọi người trong đây cũng hơi ngỡ ngàng trước cái mà em vẽ rất đẹp. Thầy tặng cho bộ màu 12 cây. Ok ha, quá đã, tốt quá. Tiếp, học với thầy Dân là mấy bạn là cái chuyện nào này kia là chuyện thừa. Ngon ơ là ngon ơ luôn hả, dữ vậy sao? À, cái này là ba in hả, Hoàng Vương. Hoàng Vương cái bức này ok, giỏi quá, cảm ơn các bạn. Rồi bức này là 85 điểm, chăm chế được, mức độ ok. Sếp có đang nói chuyện không? Ờ, em ô một chút xíu, còn hai phiên lai nhỏ để tránh bài Tú An với lại Như Quỳnh nữa. Thôi Tú An với Như Quỳnh để ngày mai đi ha, chứ giờ trễ rồi, nãy giờ nhìn lên đồng hồ thì thấy nó hơi trễ. Ồ thầy ơi, cho em hỏi là thầy uống trà đường phải không thầy, sao bạn biết vậy? Nè thầy Dân uống trà để đường vô để cho nó thanh lọc cơ thể, tại buổi tối không uống đá được. Thầy dạ trường nào vậy, chi vậy, nhục quá thầy, có dự đâu mà nhột, có gì đâu. Học trò chăm chỉ, học trò chịu vẽ là thầy chịu tặng quà, thầy dễ lắm. Phúc, bức này bình thường quá em, 70 nghe không, chấm luôn đi thầy, chấm luôn đi hả, chấm luôn hả, chấm luôn thì nó không có hấp dẫn chứ, lỡ 20 bài lận, thành ra chấm thôi để ngày mai đi, chấm riêng cho hai bạn ngày mai, thầy like sớm thầy chấm sớm cho coi. Đặng quạng là ngày mai nếu như được thì lại buổi sáng nha. Ừ. Chứ bây giờ đêm hôm khuya khoắt rồi. Trời ơi Hoàng Nhật tội nghiệp lắm em ơi, Hoàng Nhật chịu khó vẽ lắm á. Nhưng mà cái phần này bị gắt bằng sữa không có được mấy bạn. Bạn sữa được vậy là uổng dữ lắm rồi đó. Thành ra những mức độ này là mức độ gọi là bình thường quá đi ha. Mức này chắc cỡ 80 thôi, cho 80 mấy giờ ta. 88 đi, tội nghiệp thiệt, chịu khó vẽ đi, bây giờ luôn đây không có được em, khuya rồi để ngày mai đi nha. Tại vì Như Quỳnh với là Tú An là mỗi bạn 20 mấy bài, hai bạn là tới 40 mấy bài lận, là cả một cái phiên live riêng luôn á, chứ mà chấm chung là mất thời giờ. Bảo Tiên vẽ hay phong cách đô đồ, rồi ok 100, thấy không, được, nó vẽ phóng khoáng đẹp ghê không. Sáng mấy giờ vậy thầy, thôi giờ hả, thầy rảnh thầy la ban ngày, còn không thầy la buổi tối, đúng không? Ừ, tầm mấy giờ sáng mai thầy la thầy không biết nữa, tại ngày mai chủ nhật sớm thầy la cho, tại thầy còn nhiều việc lắm á. Ồ cái bức này được quá nè mấy em, bạn vẽ rất là có tố chất của một họa sĩ nha mấy em ơi, rất là đẹp luôn, thấy ghê hồn chưa, đáng sợ chưa, đẹp không, phải cỡ này ăn lên mới được, thấy ghê hồn chưa. Tôi bật mí cho mấy em biết trước nha, chưa, Phúc Thịnh pha màu bằng nước bọt, đúng vậy, thành ra cái phong cách vẽ nó cũng lạ hơn ai. Này dễ quá hả, chứ gì nữa mấy em, mấy em dám vẽ màu của bạn không? Người ta sáng tạo như thế này, không cho 100 điểm thì cho bao nhiêu, mình phải cho điểm như vậy để ủng hộ tinh thần hết cú. Trời, người ta dễ gì nó hết cú. Trời ơi Trúc Linh, mấy em ơi 100 điểm, tham gia event á thầy ơi ạ, chúc em được giải nha, chưa 100 điểm, nhưng mà mình không được copy nha, mình copy là mình sẽ bị gớt đó, gơi hồn chưa. Tranh có bằng Trúc Linh mấy bạn, mấy bạn ơi, mấy bạn có xem được clip mà thầy đăng cái ngày 30/4/5 không, cái clip mà bạn Trúc Linh vẽ cái bài mà phân nửa đó là anh bộ đội đi chiến đấu, và phân nửa bên khuôn mặt phía còn lại đó
là cái hình mà cái người chiến sĩ đó khi về già. Các bạn có nhớ là cái clip về cái bức tranh đó không? Đó, cái bức tranh đó tác giả là Trúc Linh luôn. Thì bức tranh đó đó, thầy có tặng cho bạn Trúc Linh là một cái bộ màu này luôn. Cũng là bộ màu này luôn, nhưng 12 cây. Nhưng mà thầy chưa có làm clip thầy đăng lên đó. Rất là dễ thương, thầy nói gì nè, cái bức đó đẹp quá, ý tưởng cho copy bá luôn. Nhưng cái gam màu bạn chơi bạn rất là dễ thương, tôi diệt bức đó luôn. Nếu như nó trên 15.000 tim, thầy tặng bộ màu, ai ngờ 25.000. Hay rồi chưa, tặng bộ màu liền, xuất sắc. Màu gì thầy, màu này? Màu này, nhưng mà loại 12 cây nha. Đó, rồi không? Thầy có dạy online không? Có em. Hình như là trong lớp hình như còn thiếu 2 suất nữa đó. Em đăng ký nữa là chốt lớp 12 bạn là nghỉ nha. Có gì nhắn tin TikTok qua cho thầy Dân. Rồi ok, tiếp. Mạnh Hùng. Ủa phong cách ba bức này, à quên, ba bức này là của Mạnh Hùng luôn. Mạnh Hùng là ba bài thi mấy bạn. Bài thi vẽ mà là ba bài chấn động chưa? Chỉ có học trò thầy Dân thôi. Rồi không? Bài thi vẽ là ba bài xuất sắc. Rồi nét như thế này thầy không hài lòng, vì cái này nó cái nét nó còn bị sơ sài quá. Nó không có gọi là đẩy sâu được cái phần chi tiết ha. 89 cho đau khổ. Cái bức này 100 nè, tại vì thầy có khen cái bức này trên lớp rồi. Quá đẹp luôn, cái là khi mà mình tỉa sâu, mình đẩy sâu á, nó rất là xinh, rất là đẹp. Cái bức hồi nãy nó bị rối, ừ đúng rồi, nó bị rối. Có dạy online không thầy? Có em. Còn 2 suất nữa là thầy không có nhận thêm lớp nha. Còn 2 bạn nữa, bạn học các bạn đăng ký đi. Nhắn tôi qua TikTok của thầy Dân để thầy chốt lớp luôn. Tại vì thầy đang thu học phí á, mới có bài 1 à, cho nên là các bạn vô kịp lúc á, mình không cần trễ bài. Cái bài này phớt né không mà Hùng Mạnh. Thành ra là hả, không có điểm cao được em. Vớt nét không như thế này rồi đội nhiêu điểm. Thiệt luôn á, dễ như thế này là kiểu như thầy không phải cần số lượng nhiều đâu, thầy cần cái chất lượng của mình. Thành ra đó hả, là mình vẽ như thế này là có sự cố gắng nhưng mà phải chất lượng. Bao nhiêu một tháng hả? 650 cành, 2 tháng liên tục 16 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi nha em, học buổi tối. Một tuần học 2 buổi, thứ tư và chủ nhật nha. Ủa Hùng Mạnh nộp 4 bài luôn mấy em. 100. Một mình Hùng Mạnh nộp 4 bài mấy bạn. Học sinh thầy Dân, một mình Hùng Mạnh nộp 4 bài. Hồi nãy giờ mà thầy biết thầy sẽ lấy bài Hùng Mạnh như lấy bài Tấn Trọng ra để thầy để riêng trong cái lô mà các bạn vẽ thi đua với nhau. Uổng quá, quá đẹp luôn, thứ tư và chủ nhật. Đẹp không? Đó. Bự quá, cái gì mà bự? Lớp vẽ đẹp nhất lớp thầy hả? Ồ, dữ lắm, xinh lắm. Rồi ok, Ngô Trung Hân chịu khó vẽ về môi trường và có một câu slogan là bảo vệ môi trường. Mai mốt kê chữ đàng hoàng lại cho nó xinh. Học phí là 650 cành, học thứ tư và chủ nhật. Có chờ các bạn hỏi nhiều thế, chừng nữa để thầy lên like thầy nói chuyện riêng về cái đó nha. Rồi ok, xíu thầy có đang nói chuyện không hả? Thôi nay khuya làm biến, chấm bài cho xong rồi nghỉ cho Phật ơi. Màu da kia hết mực rồi, chăm đẹp quá mấy em ơi. Hồi ô đẹp quá, thấy gơi đẹp quá. Học phí mắc vậy mắc thì em lựa chỗ nào ghé em học đi em. Đồng tiền của em là bánh xe bò đó, thành ra em nó mắc đó, thấy không, quá đẹp luôn. Xin lỗi mấy bạn nha, tại vì có những cái bạn mà nói chuyện tào lao thành ra là bị thầy Dân gọi là hả, nghiệp quật tại chỗ. Học 2 tháng làm như học ngại một buổi vậy. Thầy nói chuyện dễ thương ghê, dễ thương có lúc thôi nhưng có lúc cũng không dễ thương. Ví dụ như cái lúc mà tôi mới nói cái bạn kia xà lơ đó. Họ online chuyển khoản hả? Chính xác. Học trên phần mềm nha mấy em. Nè, cái này là bài của bạn Tú An, hồi nãy thầy có bóc một bạn nè, thấy không? Đó, rất là đẹp, rất là dễ thương. 100 điểm luôn, xinh quá. Thôi cái chuyện họ online mình để qua một bên nha. Ừ, thầy không có nói về chuyện đó nữa đâu. Online sẽ có một cái buổi live, thường mấy buổi live trước thầy có nói rồi. Tại vì các bạn không có xem, thành ra các bạn hỏi lại. Nhưng mà giờ cái lớp còn có 2 suất nữa hả, là xong 12 bạn một lớp rồi là nghỉ, không có nhận nữa. Cho nên là các bạn hỏi thì để có dịp khác thầy mở lớp thì các bạn đăng ký sau nha, thầy sẽ thông báo sau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tại vì thầy Dân công việc cũng nhiều, nói thiệt là thầy Dân cũng không có thời gian để mở lớp làm chi. Mở lớp ra cực thấy bà luôn, vẫn có khỏe khoắn gì đâu. Nhưng mà hả, thôi thương các bạn ra mở để chỉ dẫn các bạn thêm thôi. Chớ làm gì cực thấy bà luôn á, thời gian thầy Dân bận lắm. Bức này 100 luôn. Như Quỳnh. Quá đẹp luôn. Thấy không? Xinh không? Đẹp không? Cái lớp này hôm nay vẽ quá ưng.
Hưng ý, tao lao ghi số đá bài đi thầy. Dữ gì hả? Cuốn số đá bài tôi hết gan, buồn hết sức. Sao đứa tên Phát gì? Sao đứa tên Phát ra chơi hoài vậy? Tại vì bạn đó tội nghiệp quá đó em. Từ từ nha, ê mấy bạn, cho thầy Văn 5 phút xả tu. Từ từ. Mỹ Châu, Mỹ Châu, cho vài tiếng chuông hồi tâm tỉnh hướng này Mỹ Châu. Mỹ Châu ơi, em hoàn hồn lại chưa? Mô Phật, sao tĩnh tâm chưa, hoàn hồn chưa, gán lứa vậy nó mở miệng nói chuyện hôi thiêu quá vậy. Trời ơi trời, cái đồ ba trợn, lên số đồ bài cỡ này tôi thấy cái từ ba trợn đang hot ở trên TikTok lắm á. Đây đó là em đó, dữ dằn vậy trời, giác ngộ chưa, tên Mỹ Châu mà sao tôi thấy là hả, không có bức lông ngỏng rồi đó. Cái này là lạng quạng rồi, tôi bỏ em xuống cái giếng luôn nè, nói chuyện xào lơ tào lao nè. Lạng quạng là Mỹ Châu bức lông dịch nè, thành ra nói chuyện không có ưng cái bụng tôi nè, ngộ ghê không. Cái đồ ba lơn ba trợn đúng rồi đó Bi. Trời ơi, chữ đúng chắc miền Tây luôn Bi. Dữ vậy. Dữ vậy. Trời ơi, Mỹ Châu kìa mấy em ơi, Mỹ Châu mỏ hổn. Cho thêm một tiếng chuông nữa nè Mỹ Châu ơi. Trời ơi, trời ơi, cũng đã nói gì đâu luôn á. Ta nói á, cái phiền lai phải cần có những cái người như Mỹ Châu á, các bạn hỏi chi hả, để cho nó có thi vị cuộc sống. Chứ người ta nói á, cái gì mà nó bình thường quá các bạn, cái nó không có vui. Ta nói hả, nó đã gì đâu. Tiếp nữa đi Mỹ Châu, tiếp nữa. Thiệt luôn á Mỹ Châu, người ta đang chấm bài vui vẻ nhờ em vô mà cái cuộc vui nó nhân lên 10 lần chứ không phải nhân 2 nữa em. Mô Phật, thầy hiền lắm. Ê, hồi nãy giờ thầy có nói gì đâu, thầy không hề nói gì luôn á mấy em, thầy không hề nói gì luôn đó. Mỹ Châu, có cái vỏ sò này em chui vô đây đi, rồi tôi hư phục em, tôi đóng cái vỏ sò này lợi, tôi giam em trong đây luôn. Trời ơi, gì đâu mà con gái con lứa. Trời ơi, người ta cười kìa, thấy gơi hồn chết. Thôi đừng cười bạn nữa tội nghiệp. Dữ dằn vậy sao, chứ gì nữa. Thầy Văn thiện quá, bị tăng hiếp đó mấy bạn, thấy không. Khổ ghê vậy đó, khổ quá đi, khổ đi. Rồi cười hoài vậy phốt. Không ghẹo bạn nữa đi, thầy ơi đừng ghẹo bạn. Trời tội nghiệp quá à. Mệt. Thôi mình lâu lâu mình chọc một vài cá cho vui thôi nha, chứ chọc nhiều quá tội nghiệp. Tại lâu lâu có những cái bạn tao nói hả, Ba Lơn, Bất Nhơn, Lan Âm, Lan Âm vẽ cái bức này đứng ở mức độ trung bình đi. Tại vì cái bạn này nè là ít có vẽ bài lắm, thành ra vẽ được như thế này là tôi cũng mừng rồi. Về cái tỷ lệ thì tỷ lệ Titan, cho nên các bạn thông cảm nha. Cái bờ vai của cô gái thì nó hơi bị mắc cái phần tay ở đây, cái phần lưng ngực thì có nè, nhưng cái phần tay đi xuống nó bị mắc nè. Mà nếu như mà để mà sau lưng á thì cái phần nó phải đi xuống xíu nữa, uổng quá cho một cái bài ha. Tại vì bạn không có chuyên, bạn vẽ bình thường thôi, tỷ lệ Titan đúng rồi đó. Thầy ơi, Mỹ Châu bị nhiễm phóng xạ hả thầy? Là cái bức này là Mỹ Châu đó hả? Trời, mấy em nói gì nữa vậy trời? Đương không thầy quên cái chuyện của bạn Mỹ Châu rồi. Cái tự nhiên các bạn khơ lợ là mấy bạn nói cái bạn này là bạn Mỹ Châu bị nhiễm phóng xạ đó hả? Công nhận quá trời mấy em ha. Công nhận mấy em luôn á. Công nhận chứ. Bé có bồ rồi, công nhận kìa. Bi công nhận cơ. Công nhận chứ, Mỹ Châu vô có nói gì đâu. Mỹ Châu vô hả mấy bạn? Mỹ Châu phát ngôn linh tinh mấy bạn. Nói mấy cái từ mà kiểu như nó không có đẹp đẽ mấy bạn, mấy từ thô tục mà kiểu như mấy cái từ không được dạy ở trong trường mấy bạn. Ta nói hả, thầy cô dạy điều hay lẽ phải mà sao lên mạng nói mấy cái câu tào lao, rồi bị thầy Dân á khen ở trên like, rồi mọi người chọc, cái giờ mọi người nói cái bức này là Mỹ Châu. Trời ơi mấy em chọc tao hoài đi, tha cho bạn đi, khổ quá. 84 điểm, mình phải ghi nhận công đức. Mấy em mà nghiệp nghiệp đó là cuối đời làm ma câm. Trời ơi, 100 không, 100 luôn đi. Cái bức này ý nghĩa nè. Chọc vui mà thầy, công nhận vui dữ rồi đó. Chọc vui chưa? Ơi, Mỹ Châu hỏi thầy gì nữa kìa, mấy bạn trả lời giùm thầy Dân đi, thầy sợ hãi quá. Sao mà chọc người ta hoài vậy? Kỳ khôi hết sức kìa. Người ta còn ở lợi người ta coi mà sao mà cứ chọc người ta hoài hà, khổ hết sức. Khổ quá hà. Trời ơi, Mỹ Châu xưng nói chuyện xưng thấy cưng quá kìa. Mấy em chọc người ta hoài, bây giờ người ta lên người ta căm phẫn kìa. Hoài đi. Hoài vậy. Bây giờ mấy em để cho tôi chấm bài không hả? Trời ơi, cứ chọc người ta hoài, rồi bây giờ người ta ở là cái phiên la người ta chọc lại mấy em kìa. Khổ ghê không. Hoài đi mấy em. Khổ quá à. Gì đâu mà cái phiên la gì đâu, cà kỳ quá trời quá đất mấy em này.
Tại vì em thích đó thầy. Trời ơi, trời ơi, tôi bỏ qua rồi mấy em cứ chồng người ta hoài. Thôi lượng thứ cho chị đi mấy bạn ơi, có khi chị lớn tuổi hơn mình nữa đó, tội nghiệp lắm. Đúng không? Bức này thôi chăm chế đi, 86 điểm. Thơ mộng, bạc ngàn. Thầy có duyên quá, thầy nói chuyện thấy cưng. Thầy la bạn mà thầy còn thấy cưng nữa. Trời ơi, thấy cưng gì đâu em ơi. Cưng cái gì, cưng vô lây. Ai mà hiền mà để cho người ta hiếp mình á em. Cái gì đúng thôi à. Đẹp không? Xinh không? Cưng không? Ủa rồi cái gì chấm bài mà sao tôi không thấy ai bình luận số điểm mà không ai khen tranh của học trò tôi vẽ hết trơn vậy? Mà sao mà vô đối đáp là với lại cái chị mà tên Mỹ Châu hoài vậy là sao? Là sao nữa vậy? Rồi ai nói Mỹ Châu ở thành phố Châu Đốc nữa kìa. Trời tàn nhẫn vậy. Rồi giờ là phiên la chấm bài hay là phiên la để cho các bạn lên đối đáp với bạn kia vậy? Ủa là sao? Ủa là tôi bật cái phiên la lên để cho mọi người nói chuyện với lại cái bạn kia đó hả? Ủa là sao vậy? Là sao nữa? Bình luận vô chủ đề chính mấy bạn ơi. Trang đẹp không? Xuất sắc không? Xuất sắc. Ngon là ghê hồn chưa? Tại vì Mỹ Châu nó mỏ hổn với thầy, thành ra tụi em phải nói nó. Thôi mình đừng có tạo nghiệp. Bạn tạo nghiệp đó thì cuối đời bạn sẽ nhận cái hậu quả, hiểu không? Mình không có được chọc bạn. Mình nói một hai câu vậy thôi, các bạn chọc hoài đó là cái phiên like của mình nó bị mất ổn định, hiểu không? Nãy giờ thầy nói nãy giờ cái vụ này hoài luôn á mấy bạn. Ừ, mấy bạn nói á, là cuối đời bị rụng răng. Đừng có nói nữa, có luật nhân quả hết trơn. Sao nói hoài vậy? Trời ơi, cái gì mà biển với lại mây trời sóng nước nó giống y chang nhau vậy? Huy Khang 79 điểm đi. Chiến này tôi chấm điểm cũng dễ cho mấy em. Tôi ghét nhất là làm biến tô màu mà gạt từng đường sao mà làm biến dữ không biết nữa. Lưu Bích Dược, mình phải chăm chế tội nghiệp. Ghê quá à. Dễ thương quá đi, hay không, đẹp không? Tại vì bạn đó phải tạo nghiệp với thầy xong để bạn đó đi chùa thầy. Ôi trời ơi, thấy ghê vậy, hoài đi. Thầy cười một cái phiên like. Ghê thầy, cười lại đi. Phiên like vui ghê thầy. Ủa không, tôi cười cái phiên like vui là sao nữa vậy? Là sao nữa? Cái con này là con gì hả? Con rùa đó. Tại vì thầy có quay mấy bạn này quá trình vẽ đó mấy bạn. Bước này là 86 điểm đi. Tội nghiệp 86 điểm. Thầy mua cái điện thoại mới đi hả? Ủa gì kỳ ta? Không để bị gì ta? Thấy ghê quá hả? Tại vì thầy bị bạn Mỹ Châu lấy cục wifi nữa rồi đó. Cứ nhắc cái tên của chị hoài hả? Có khi chị còn đang coi trong live đó. Mấy em cứ chọc chị hoài, tội nghiệp. Chị lỡ lời có một hai câu mấy em sao mà đành lòng mấy em chọc người ta hoài vậy? Nguyễn Lê Trà My dễ ảo diệu chưa mấy em? Hoài đi. Nữa. Hoài đi. Tôi nhìn vô cái bình luận mà tôi nuôi ngỡ ngàng luôn mấy em. Thiệt luôn á. 95 điểm, cái bức này không được 100 đâu. Nó chưa có đã. Thiệt luôn á. Khổ cái tâm gần chết là khổ cái tâm. Ủa hồi nãy thầy dân chấm bình thường mà sao mà các bạn nó lắc hả? Chắc là do cục mạng hả ta? Anh Thư nè mấy bạn. Anh Thư là vẽ nàng xuân trong bốn mùa xuân hạ thu và đông. Hôm bữa anh Thư mấy bạn vẽ bốn mùa là xuân hạ thu đông luôn. Thì cái chị Hạ đó bị ba cái mùa còn lỡ đánh. Thì chị Thu cầm nguyên cái trái lê đặt xuống chị Hạ. Chị Xuân đó thì lấy cái tay đánh gì. Còn chị Đông á là lỡ can ngăn. Thì hôm bữa thầy có nói là chị Thu hiền quá. Nếu như thầy Dân là thầy Dân sẽ không có dùng trái lê để đặt cho chị Hạ đâu, mà thầy Dân sẽ dùng trái sầu riêng. Cái mấy bạn nói tôi ác là ác dữ rồi đó. Là ác dữ rồi đó. Chờ nóng gần chết. Là ác dữ chưa? Chăm. Đẹp quá, xuất sắc. Kinh hồn chưa? Sao tôi nhìn vô cái bình luận mà sao nó hài hước quá thiệt á. Tôi không có thành tâm luôn á. Tôi không có muốn đọc bình luận luôn á. Và hôm nay bình luận bị gì vậy chờ Phật? Cái gì vậy mọi người? Công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu? Ở đâu vậy? Ai mà biết? Ngọc Hân dễ hay kiểu trang trí? Phối ngà, phối màu bình thường. Bước này thôi chăm chế đi. 94 điểm. Cái này là chấm điểm gọi là tinh thần. Thấy ghê. Nhiều bài vậy. Thầy có chấm bài online toàn quốc không? Của cái bức này tôi cho là 99 điểm đi. Hỏi bạn thân chơi với nhau 3 năm rồi. Kim Anh
Mẫn, Trinh với Đoạn Tâm ghê chợ. Mong năm sau được chung lớp ghê chợ. Hỏi bạn thân không có chung lớp mấy bạn. Rồi bạn vẽ bốn cái con chim cánh cụt mấy bạn. Mỗi con này ốm lùn, con này thì mập ú, con này thì mập ú, con này thì ốm cao mấy bạn. Hỏi bạn thân dễ thương. Công bằng ở Cà Mau á thầy. Trời sao bạn kia hỏi thầy mà sao em Dung trả lời là sao vậy? Sao mấy em hôm nay tôi thấy mấy em nghiệp lắm nha. Tôi đọc bình luận mà tôi thấy mấy em nghiệp lắm á. Cuối đời là ma cam á. Nghiệp lắm nha. Không được nha. Quá trời nghiệp luôn á nha. Khổ á nha. Cái gì vậy? Sao mà mấy bạn cứ chửi cái chị mà Mỹ Châu hoài dễ tội nghiệp vậy? Chị là người lớn, vô tình chị có phát ngôn nó gây sốc. Nó hơi không có được đẹp. Nó sưng kiểu như cái từ mày chờ từ tao rồi cái từ mà quy quy á mấy bạn. Quy quy mà trong cái chữ cái từ mà để chửi người khác á nha. Là các bạn cũng hiểu là mấy cái từ đó là người lớn hay là trẻ nhỏ có ăn có học á thì cũng không có nên sử dụng những cái từ đó. Mà hả, chị này vô bình luận á là thái độ chứ lợi không có ra gì, không có tôn trọng mọi người trong cái phiên live các bạn. Rồi không có tôn trọng thầy Dinh đó mấy bạn. Rồi bây giờ cộng đồng mạng á, người ta công kích, người ta nói quá trời luôn. Rồi thế là bây giờ chị vậy luôn rồi đó. Tội nghiệp, nhưng mà thầy Dân nói là thôi đừng có chọc chị nữa. Mà tao nói giờ nhìn vô comment kìa, tàn thấy là công kích chị không à. Thôi mấy em bỏ qua cho chị đi. Chị cũng lớn rồi. Đôi khi chị bộc trực một chút xíu, các bạn thông cảm nha, không có sao hết. Ngộ quá hà. Mấy em làm như vậy là không có được. Mình phải lượng thứ. Cái gì nó một lần thôi. Đừng có nói mì nữa. Đúng rồi, đừng có nói nữa nha. Đúng rồi đó. Cái bức này tôi cho là 88 điểm. Vì có sự dễ thương nằm đây. Hết. Con bướm nè mấy em. Hai con bướm. Thường vẽ hai con bướm phải vẽ chung thì nó sẽ xinh hơn. Cậu này tách biệt xã hội. Tội nghiệp. Tại em tức giùm thầy đó thầy. Thầy không tức làm sao em tức được. Thôi tội nghiệp quá. Cảm ơn các bạn đã yêu thương thầy Dân là được rồi. Tại vì đó, Đức Phật còn có người ghét mấy bạn. Thì bây giờ thầy Dân là cái gì đâu. Đúng không? Cho nên thôi cái gì mình nói một hai lần thôi nha. Chứ mà nói nhiều quá người ta nói mình là sân si này kia tùm lum hết. Khổ quá. 100. Quá đẹp. Đẹp không, đẹp không? Xinh xắn chưa? Thầy có là fan của G97 không? Không chào Phật ơi. Thầy ít có nghe nhạc trẻ lắm mấy bạn ơi. Thầy là ở miền Tây. Khổ quá. Phiên live hôm nay thật là bất ổn. 96 điểm mấy bạn. Quá đẹp không? Cái ông mà trời bị gì mà đeo mắt kính, bị cận thị. Có ai đeo mắt kính mà thấy đường không? Chỉ có bị bệnh về mắt mới đeo mắt kính thôi. Cái gì vậy? Khổ cái tâm gần chết. Thầy có fan Sơn Tùng không? Sơn Tùng cũng được. Trần Gia Ngọc dễ thương, chăm chế, quá xinh, xinh xắn dễ thương. Cái bức này tôi duyệt luôn. Cái bức này tôi cho là 97 điểm. Là vì cái nét với chịu khó tô màu. 97 là ủng hộ tinh thần. Vì cái sự là dễ thương, thấy không? Hay Sky hay là Đơm Đớm, tôi không phải là cái gì hết trơn, tôi là người thường. Tôi không có pha mấy cái bên cái đó. Quỳnh Như 80 mấy. Trời ơi, tay rung quá à. Cái nét dễ của Quỳnh Như mà tay rung gì nữa bạn. Tôi chấm điểm mà sao tôi rung gì nè. Sao vậy không biết nữa hả. Dễ thương quá, không chấm bài tay bị rung mấy bạn. Thấy ghê quá đi. Thôi 89. Vì sao hả? Tôi muốn em đau khổ. Tiếp. Ôi thầy ác quá. Chứ hồi đó giờ tôi có hiền hả? Ôi dễ thương ha. Nhưng mà hả, thầy nói là bạn khen nét lại nha. Các bạn lấy cái bút bằng khen nét chứ lúc đầu bạn giấy bút chì á, nó nhợt hơn mấy bạn. 76 điểm đi. Trời ơi, thấy ghê quá đi. Nay chấm nhiều, hôm nay chấm 2 lớp mấy bạn. Chừng nào chấm bài online hả? Chắc tuần sau đi. Dễ thương quá đi. Dễ thương quá đi. Cái này là hình như là hai con lu thì phải. Một con lu cầm một cái cây, một con lu đang ngồi hả, đang nấp vậy đó. Một con lu nằm ở dưới mà cái mỏ y chang con chuột. Cái gì vậy? Thầy ơi cho em tiền. Thầy mua điện thoại mới nè. Em cho thầy tiền, thầy mua điện thoại mới nè. Em cho thầy 2.000. Em tốt quá. Để tôi lấy 2.000 đó tôi đi, tôi đi cúng dường cho chùa để tôi giải nghiệp giùm em. Em tốt quá. Thiệt luôn. Tô giữa chừng hết màu mấy em. Trừ điểm. Tô giữa chừng hết màu nè. Ăn cắp cái bức tranh, cái ý tưởng của bức tranh mặt trời hồi nãy, cái ghép cái con này vô. Thiệt luôn, chán mấy em ghê á. 81.
cái này là chị Đông nè mấy bạn. Vậy là có chị Xuân với chị Đông, chị Thu không ai dẻ, chị Hạ càng không ai dẻ hơn. Cái gì xíu có like nói chuyện không? Không, làm biến lắm. Một chiếc có like nếu như nói chuyện khoảng nói chuyện 15 phút thôi, 15-20 phút thôi. Để nói về cái lớp học thêm của mình nha mấy bạn. Dễ thương quá. Chính chột. Tiếp. Hết hồn tôi tưởng em dẻ ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi giật mình luôn. Mấy bạn, y chang không? Tưởng hết hồn. Em mà để đây là Nam Mô A Di Đà Phật nữa là bức tranh này gây tiếng vang luôn á. Ghê quá hả? Xin lỗi thầy vì nó bị rách ở một góc, bị ướt nên con xin lỗi. Ủa, bị rách ở đâu ạ? Trời ơi. Hồi ơi, thật thà, trung thực, thường thua thiệt, trượng điểm. Tính cho cái bức này đó là 96 điểm thôi, còn 95. Thôi 96 thì thinh đi, tội nghiệp người ta, trung thực gì trừ điểm ta. Thế rồi không mấy bạn, rách đường đây cũng ngồi tấu nữa, tội nghiệp quá hả? Bàn tay Phật đó, đúng rồi. Im luôn là cho qua rồi, không nói làm chi vậy? Ai vẽ cái thác nước hay ghê vậy? Phước lợi mấy em. Em đạo công giáo thầy ơi. Ủa, vậy hả? Thấy ghê vậy? Vậy là phải dùng cái thánh giá mới trị được yêu nghiệp hả ta? Ghê quá hả? Thầy ác quá đi. Trời ơi, hồi đó tới giờ tôi có ác hả? Tôi có hiền hả? Cái bức này là 75 điểm thôi, 76 đi. Tại vì tô cái màu nền nó có xinh. Chỗ khó vẽ mức độ này gọi là bình thường hóa. Em cho thầy 500 đồng nè. Ê, em tốt dữ đó. Thầy ơi, giả đá sao nhìn giống cái da con rắn quá vậy? Em cũng chịu khó liên tưởng dữ ha. Công nhận tư duy em tốt dữ dằn luôn á. Ghê quá hả? Chịu khó ghê ha. Cái gì? Thác nước gì nhìn không có ra. Vậy mà nhìn ra cái thác nước. Vậy nè mấy bạn, nói chuyện mà mơ hồ dễ sợ. Cái thác nước gì mà nhìn không có ra. Vậy mà còn biết cái đó là cái thác nước để nhìn. Ủa? Tại sao bạn nhìn ra cái thác nước mà bây giờ bạn bình luận là cái thác nước gì mà nhìn không có ra? Ủa là sao? Sao giống vô cái tiệm mà quán ăn? Dạ, lấy cho em đi trà đá không để đá. Ủa vô lý, hao giống vậy đó. Tại thầy nói cái thác tôi mới biết. Ủa vậy hả? Ai biết? Ai biết, sorry nha. Ai biết, khổ quá à, lâu lâu người ta hiểu lầm. Ghê không? Bức tranh này được 100 điểm quá tuyệt vời luôn mấy em ơi, thấy không? Thì ghê quá ha. Cái gì? Là sao? 1.000 người coi mỗi người cho 2.000 là đủ mua cái điện thoại rồi. Ừ, cũng có lý quá ha. Nếu như tính vậy coi bộ cũng hay. Ê, cái gì vậy trời? Hai con hiên nga hung nhau mấy em. Hung nhau mặt trời lặn xuống hoàng hôn nữa vậy. Ơi, cái bức này lãng mạn với ta. Đi business. Lãng mạn dữ. Tiếp. Rồi, cái bức này chăm chế. Chinh sáo. Ha không, xin không. Có cái chủ đề của mình để mình thay thế. Nói chung là cũng rất là hay mấy bạn ha. Cái này cũng là một trong những chiến thắng oai hùng của Việt Nam ta. Điểm cộng yêu nước, nhưng mà em vẽ là em không yêu môn của tôi rồi đó. Vì sao? Bài 2 tuần lễ vẽ không tô màu. Vẽ ngày hút sức 35. 85 thôi chứ tính cho 80 rồi đó. Ai coi bài lỡ giơ tay giơ tay. Ai coi bài lỡ hạ tim hạ tim. Hạ cái ai kình tim cái coi. Ai coi bài lỡ nè. Lệ la, mày vô, mày vô, mày vô. Mình có mà sao mà mình thấy rất lỗi dữ, không biết nữa hà. Thầy có chấm lớp nào nữa không? Không em ơi, hôm nay chấm 2 lớp, nãy giờ mệt muốn chết luôn á. Phiên live hôm nay bắt ổn mấy bạn ơi. Phiên live hôm nay toàn là vô để mấy bạn đối đáp với lại cái bạn kia hoài hà. Tao nói mắc trật tự gần chết luôn. Không tôi thì lo chấm bài. Mà nhìn lên cái màn hình đó, toàn là mấy bạn hả nói cái bạn kia hoài. Nó làm mình bị phân tâm mấy bạn ha. Mà các bạn công nhận chứ, tao nói bởi vì sức ép của cộng đồng mạng kinh khủng thiệt. Lên nói gì mà tào lao là bị cộng đồng mạng là người ta hả trừng trị luôn á. Công nhận bây giờ tôi mới thấy được bao nhiêu mấy trăm người mà trừng trị một người ớn hộp chứ. Em còn nhớ bài của bạn Trúc Linh mà em sợ quá đi. Ủa sao sợ? À, cái bài mấy con mắt hồi nãy đó hả? Cái bài đó nó có cái ý thôi em ơi. Cái gu, cái gam, cái gì, cái kiểu vẽ đó đó là nó cũng là một cái ý tưởng đó đó. Thường cái gì mà ma mị thì nó sẽ mang cái tính nghệ thuật cao. Tại vì nó thiên về cái gì ta, cái siêu thực. Cái siêu thực thì có những cái là mình không có biết trước được. Thành ra là mình có vẽ, mình vẽ theo kiểu dối lừa một chút xíu thì người ta coi, người ta không mất lỗi mình. Thành ra cái chủ đề đó nó rất là dễ khai thác đề tài. Cái bước này bao nhiêu ta? 79. Rồi xong rồi, bước này 100 mấy bạn. Bước này 100, dễ thương. 84. Này 90. 40. 96.
76, cái này nhiêu? 96 luôn. Rồi cái này 100 hết. Rồi các bạn có ý kiến gì không? Hỏi gì không? Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon mơ đẹp. Chứ mà nói chuyện hầu nữa điện thoại tôi nổ cái đùng.